Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên Người đọc Thái Hoàng Phi tập 16 Phần 4 chương 4 Ra đến sân sau Bác Tám mới đứng lại chống nạnh lên Chậm rãi hỏi tư cầu Chắc bây giờ chú Tư nó vừa lòng lắm hen Tư cầu cúi đầu làm thinh Và lấy tay phủi phủi một sợi tóc quăng Còn đeo dính trên chỗ gần nách áo Bác Tám thở phào ra một hơi dài Rồi ra giọng chua chát nói thêm Đó Chú thấy không qua đã nói đâu thì có đó vậy mà bữa hổm hễ qua động tới là chú em cự nữ thiếu điều vuốt mặt không kịp thấy bác tám cự nữ riết tới tư cầu cũng bắt bực mình và nói sẵn lại bộ tại tôi sao mà bắt hằng nhăn qua giấy bác tám không nhịn được cười không có chú em vô đó thì làm sao sanh chuyện được mà thôi tai qua nạn khỏi rồi cũng mừng thiệt hú hồn hú vía Tư cầu cũng cười theo Rồi hỏi lại bác Tám Bác canh chừng làm sao Để cho thằng hai nó vô tới bên Đức Mà không biết gì hết ráo vậy Bác Tám trợn mắt cha Nói cậu sướng không Ở ngoài này qua lo thấy mụ nội Chứ bộ như chú em sao Tại thằng hai nó dịa bất tử Mà nó lại để xe đậu bên phía văn phòng Và cuốc bộ đi êm ru Ở phía ngã sau Mới thắt khổng mình chứ Trong lúc đó thì qua cứ ngó lơm lơm Về phía cổng đằng trước Tư cầu hỏi tới Hèn chi Nhưng rồi bác làm sao chặn nó lại Hồi bác giật giật cánh cửa đó Cho đến chừng tôi ló ra cũng lâu ớn mà Bác Tám mỉm cười Mà cha làm cái gì ở trống mà chậm lục quá vậy Nghe động là phải dọt ra liền cho chú em Mai mà qua trông thấy có con sóc ở trong lòng Nên qua thả mẹ nó ra để uh, dục quẩn cầu mưu Chứ không mà chết nhăn răng cả đám rồi Tư cầu cảm động nắm lấy tay bác Thiệt tôi cảm ơn bác hết sức, nếu không có bác thì không biết giờ phút này tôi và con ba ra thế nào. Thôi, chúc đỉnh mà chú em, với lại bà hai bà cũng cảm ơn qua năm bảy cái rồi. Qua nói đây không phải để khoe, chứ mấy người ỷ y có thằng già này ở ngoài quá mà. Còn bà hai nữa, vậy mà bà nói là tới trưa ông hai mới về. Rồi bác có dáng suy nghĩ, nói tiếp. Thiệt à, qua phục mấy người là giỏi nha chớ qua mà hồi hộp như vậy qua hỏng mừng ăn được gì ráo tư cầu cười xòa xô nhẹ vai bác thôi đi bác bác mà lâm vào cảnh như tôi thì cũng mê mê ra vậy chớ hơn gì tới chừng đó rồi mình sao hết biết trời đất gì nữa hết bác tám làm mặt nghiêm kỳ tới gặp cảnh như vậy à chú em làm ơn làm phước biết có thằng này dùm qua một chút chỉ xin chú em một chút xíu đó thôi một buổi sáng nọ trong lúc bác tám và tư cầu cùng một số anh em khác nữa ra tới sân nhà viên quan hai để làm lao động như mọi khi thì thấy có một chiếc xe mười bánh chực sẵn ở đó với mấy người lính tây và một viên thông ngôn viên thông ngôn ngoắt tốp người lao động lại anh em ơi bữa nay anh em theo tôi đi chợ chơi một người trong bọn tù mừng rỡ hỏi lại đi chợ chơi thì sao sếp viên thông ngôn cười đáp thiệt mà hôm nay anh em đi mua một mớ cây ván với tôi để về sửa lại mấy chỗ hư mục trong các trại thôi leo lên xe mau mau đi mấy cha nội và tuy mọi người đều dư biết là lên xe để chạy dù lại chỗ mua cây ván rồi về luôn nhưng ai nấy đều có vẻ trộn rộn vì được dịp đi ra ngoài đời được dịp tránh khỏi nhìn trong giây lát cái cảnh quá nhàm chán của một chỗ ở mà ai cũng đều ngán như cơm nếp nhất là một chỗ ở mà họ không biết đến bao giờ mới rời khỏi được Chiếc xe quẹo ra đường cái chạy thẳng về phía Sài Gòn Và khi xe vượt qua một cái chợ buôn bán tấp nập Tư cầu có vẻ bực bội Khi nhìn thấy dọc theo hai bên lề đường Thiên hạ ai ai cũng đều có vẻ bình yên vô sự Có vẻ bằng lòng với cuộc sống lắm Những tiếng cười giòn tan của mấy chị đàn bà xách giỏ đi chợ vang thoáng qua tay tư cầu Làm cho anh ta nhăn mặt Anh ta dài qua cằn nhằn với bác Tám Không biết họ vui sướng cái gì Mà sao ra ngoài này tôi thấy mặt nào mặt nấy cũng tư rối hết vậy bác bà tám thở ra coi mình ở tù chứ bộ họ ở tù sao mà chú bác ai cũng phải mặc ủ mày ê hết ở ngoài đời người ta vẫn sống như thường thì cũng y như chú hồi còn ở vườn tư cầu vẫn cào nhau nhưng họ làm như không thấy rằng có chiếc xe của tụi mình đi qua và trong xe ấy có những thằng tù tội biết đâu một ngày nào đó đến phiên chồng họ anh họ cha họ cũng bị kẹt ngồi cứu rủ trong xe như tụi mình Thời buổi súng đạn này nhấp nháy mấy hồi đó bác Thì bác coi Trước đây có khi nào tụi mình nghĩ rằng Có phen mình lọt vô tù đâu Vậy mà cũng lọt tuốt luốt đó bác Bác Tám không mấy thích nghe những chuyện rắc rối đó Nên bác xì một tiếng Ôi thôi Dẹp mấy cái thứ chuyện đó qua một bên đi chú Tư Rồi bác chắc lưỡi hít hà Níu vai tư cầu Chỉ về một đám phụ nữ áo xanh áo tím ríu rít níu tay nhau chạy băng qua đường trước đầu xe ui chà chà hằng hà xa số kìa chú tư ơi nhờ mấy dịp này mà tụi mình đi rửa con mắt cho sướng chứ tội gì mà lắm bẩm lầm bầm cho nó mở thêm nữa qua khỏi chợ quán chiếc xe quẹo vô đường đi lên cầu chữ y và đậu lại trước một cửa tiệm hai căn bán cây ván và đồ sắt khá lớn di thông ngôn nhảy xuống xe và hối liền thôi tới chỗ rồi anh em xuống mỗi người một tay chất rút ba cái cây ván này lên xe rồi mình về cho sớm trong lúc ấy mấy người lính tay cầm súng đứng bao quanh đó để canh chừng đám tù nhân bác tám kề tay nói nhỏ với tư cầu thiệt mới có tới nơi là nó hối đi về liền vậy mà hồi lên xe còn làm bộ nói cho anh em đi chợ chơi chơi tư cầu mỉm cười đáp thì người ta phải nói như vậy cho nó bùi tay một chút thôi ráp vô khiên cây cho rồi đi cha nội từ nãy giờ giữa hai tụi mình chỉ có bác là gỡ gạt nhiều nhất Gỡ gạt cái gì chú Tư Thì hôm nay tay nó đãi bác một bữa Rửa con mắt no nê rồi còn gì Tôi nghe bác chắc lưỡi hít hà liên hồi Mỗi khi có bóng áo xanh áo đỏ xẹt qua Bộ không có vậy sao Hay là bác còn đòi tây nó chở đi một tour Chở Bến Thành nữa Để ngắm nghía mấy cô mấy bà mặc đồ mốt Bác Tám xô mạnh từ cầu chuối tới Thôi đi chú Qua có chắc lưỡi hít thà để chỉ chỗ mấy cô cho chú em thưởng thức chơi chứ qua mà ăn thua gì. Mấy anh em khác mỗi người một câu nói chuyện ồn ào trước cửa tiệm làm cho viên thông ngôn phải hối thúc thêm một lần nữa. "Mau lên chứ mấy cha nội, mấy cha làm cái gì mà như hộp chở vậy? Đây nè, chỉ có hai đống cây ván chất bên này thôi, anh em quăng bỏ hết lên xe rồi mình về." Có người lên tiếng hỏi ông sếp. "Sếp ơi sếp" hai đống cây tổ chả như vậy một chuyến xe làm gì cho hết hả sếp viên thông ngôn ngắm nghía số kỳ ván rồi nói một chuyến chưa hết thì hai chuyến anh em sao lo quá mà mau lên chứ mấy cha cà rịch cà tan đứng đó ăn trầu hút thuốc hoài sao Ba tám giọt miệng nói chen vào sếp ơi năm khi mười quả mới được ra ngoài đời một lần sếp cũng làm phước quẩn đãi cho tụi này một chút bởi gì thì nỗi buổi sáng này anh em cũng rinh hết hai đống cây ván này về trống và bữa nay cũng hên quá từ sếp cho đến mấy ông tây theo canh gác ông nào ông nấy cũng dễ dãi cũng nới nới cho anh em tụi tôi hết viên thông ngôn đành bọc xuôi theo thì ai có muốn làm khó làm dễ gì anh em đâu nhưng anh em cũng liệu cửa quậy một chút chứ mình bê bối quá tây tà nó cũng khi dễ một vài tiếng cười vang lên làm viên thông ngôn hơi sượng mặt nên ông ta vội rảo bước về phía viên đội tây đang ngồi một cách quể quải trên một chồng cây ván gần đó trong lúc anh em can phạm đang hì hục khiên cây ván chất lên xe thì có một đứa bé trai ăn mặc xinh xắn lẩm đẩm bước lại có lẽ nó thấy đám người rộn rịp nên tò mò đi bê bê tới xem một người trong bọn thấy đứa bé ngộ nghĩnh nên tươi cười ngoắt nó lại ê tuổi lại đây chơi cho vui thằng bé không nhát với người lạ chút nào mà còn bươn bả tới vừa lúc ấy có tiếng một chị vú kêu nheo nhéo ở phía sau bé hai bé hai mày sớ rớ lại đó cây ván rớt dập chân nhập cẳng mày chết nghe không bác tám đang cùng khiêm với tư cầu một cây đà dài cũng đứng rị lại nói chen vô nửa bỡn nửa thật coi chỉ để nó lại chơi với tụi này một chút không được sao bộ chỉ nghe người ta thường nói thứ dơ như tù hay đồ cho tù rồi chị lầm tưởng tụi này cũng ẻ lắm hả Thời buổi bây giờ thứ này có giá lắm nghe chị Nghe bác Tám nói như thế Cả bọn cười rộ lên Làm cho chị vú sượng trân Đứng xa xa ra đó để trông chừng đứa bé Bác Tám có vẻ hạ hề Quay sang nói với Tư Cầu Ê chú Tư Chú coi thằng nhỏ này dễ thương quá ha Rồi giọng bác bỗng trở nên buồn buồn Hồi qua bị bắt Thằng út của qua ở dưới nhà cũng cỡ đó nhưng bây giờ chắc nó lớn sộn rồi Tư cầu lôi cây đà đi tới Thôi đem bỏ khúc cây này lên xe cho rồi Chứ cứ đứng ị đây chịu trận hoài sao bác Bác Tám buộc lòng phải cất bước Nhưng vẫn ngó ngoái lại đứa nhỏ Và trách tư cầu Chú em chưa có con cái gì hết Mà sao thấy con nít không ham vậy cả Còn bây giờ qua thấy đứa nhỏ nào Qua cũng bắt nhớ bầy trẻ ở dưới nhà quá đổi Tư cầu cười khang May mà tôi không ngơ Chứ nếu đeo thêm con cái vô nữa Rồi lâm vào cảnh này thì mới lãnh đủ đã Cái gì cũng có sướng có khổ Chứ chú em cứ nặng nặc đòi sướng không mà Thì ở cõi trần này đâu có Rồi bác chép miệng than Chà qua đi vắng đây Ở nhà má bày trẻ mắc lô bô lo chạy gạo Không biết có ai chăm nom gì tới thằng út không Chắc là thả nó đi bắt cua bắt còng suốt ngày chơi gì tư cầu cười nói đó bác thấy không có con có cái là như vậy đó còn tôi thì khỏe ru vừa khi đó có tiếng xe xích lô thắng ken két ngoài lộ trước cửa tiệm gần chỗ chiếc khuôn xa đậu cả bác tám lẫn tư cầu đều ngẩng đầu nhìn ra tư cầu bỗng đứng khựng lại nhìn trân trân người đàn bà vừa ở trên xe xích lô bước xuống rồi quay lưng về phía anh ta trong lúc móc bóp trả tiền cuốc xe bác tám thúc cây đà đi tới để buộc tư cầu cất bước Thôi đi tới với chú Hồi nãy qua nghe chú chê qua rậm rề rậm rật về cái vụ ngó liếc đó mà Tư cầu vẫn ghiềm đứng lại một chỗ và lẩm bẩm Ủa lạ quá Sao tôi trông ngờ ngờ Ba Tám quắt mắt hỏi liền Gì nữa đó cha nội Viên thông ngôn đang rảo bước tới và mỉm cười đáp Dạ phải đa bà chủ Chắc bận này bà chủ có dư giả thời giờ Để trò chuyện thả cửa chứ gì Phẫn liếc xéo tư cầu Rồi hai giọng thì thầm riêng với anh ta Nói chuyện khỉ gì đâu Cứ lo cãi lộn không à Rồi thấy viên thông ngôn đã đến nơi Nó bèn quay sang nói liền Sếp nói như vậy chứ Tôi cũng chưa chuyện trò gì được nhiều lắm Với anh Tư đây Chắc sếp dự rõ Bà con thân thuộc lâu ngày gặp mặt nhau Nên cứ hỏi thăm lung tung lên mà chẳng câu nào ăn nhầm vào câu nào hết Viên thùng ngôn cười giả lạ Ô Bà chủ đừng có lo gì hết Thiếu gì dịp khác nữa Để tôi về là lo liền chuyện thăm nuôi anh Tư đây cho bà chủ Phấn rồi nói thêm Cảm ơn sếp nhiều lắm Thế nào rồi đây tôi cũng sẽ nhờ sếp giúp cho một vài chuyện cần nữa Viên thùng ngôn mau mắng đáp Ơn với Huệ gì Tôi bao giờ cũng sẵn lòng mà Nè bà chủ Xe cũng sắp chạy rồi bà chủ có gửi cho anh tư đây món gì thì bà chủ liệu mà trao cho ảnh đi phấn vội chạy dục vô trong nhà xách ra ba bọc giấy đem tới đưa cho tư cầu tư cầu thấy mấy gói đồ to lớn quá nên phải kêu lên trời đất ơi em cho anh cái gì mà lùm đùm đề đề dữ vậy kế thấy viên thùng ngôn ngóng cổ nhìn vô mấy gói đồ nên nó vội nói mà em phải trình cho ông xếp đây xét qua rồi anh mới lãnh được phấn bèn đặt mấy gói đồ xuống đất và mở phanh ra đây sếp Chút đỉnh bánh trái chứ có gì khác đâu sếp Viên thông ngôn vội lấy tay Ấn mép miệng tôi giấy xuống Và nói gạt ngang Khỏi mà bà chủ Với ai thì tôi không tin chứ Với bà chủ tôi nhắm mắt lại bây giờ cũng được Đoạn ông ta quay sang tư cầu Thôi cầm lên rồi ra xe anh tư Tư cầu nhìn qua phấn Thôi để anh một gói thôi Chứ nhiều quá Viên thông ngôn sách hai gói còn lại Nhét luôn vô tay tư cầu Cầm luôn đi cha nội Mấy thứ này ở trọng đâu có sợi dư mà lo Rồi ông ta xô nhẹ tư cầu đi ra xe Phấn lật đật bước theo Căn dặn thêm tư cầu Vô trọng nếu anh cần cái gì Anh nhắn ông xếp đây nói cho em biết nghe anh Tư cầu ngó ngoái lại Về lên tiếng bảo phấn Thôi em đi vô đi Chứ ra ngoài xe anh em đông lắm Ờ à, mà quên nữa Lát nữa chú ba có về à? em nhớ nói anh có gửi lời thăm chú nghe Rồi không biết nghĩ sao Anh ta ngập ngừng nói thêm hay là thôi Em khỏi nói với chú cũng được Có lẽ mình nên giấu nhẹm luôn thì tốt đó em Nhà cửa của em đang vui vẻ như vậy Khi không anh chọt vô Cho nó sanh thêm phiền phức Anh không muốn Phận anh bề gì cũng lỡ kẹt Thì thôi để nó yên như vậy cho rồi Phấn có vẻ cảm động khi nghe tư cầu nói dài dòng như vậy Nhưng cô ta làm ra bộ cứng cỏi Cự nữ lại Em nói không có sao mà Anh ba ảnh là người biết điều chứ không phải như thiên hạ thường tình đâu chiếc xe rồ máy ôm sầm tư cầu gượng cười nhìn lại phấn rồi hấp tấp chuyển mấy gối đồ lên trước để rảnh tay níu trèo lên xe vị thùng ngôn bước tới nghiêng đầu chào phấn rồi cất tiếng cho tài xế biết rằng mọi người đã lên xe đông đủ chiếc xe từ từ chuyển bánh tư cầu cúi gầm mặt xuống chứ không dám nhìn ngoái lại về phía phấn đứng nữa vì tự nhiên anh ta thấy bồi hồi lạ kỳ trong lúc gặp mặt lại hai người không bỏ lỡ dịp để cắn đắng nhau nhưng khi xe chạy rồi Tư cầu bỗng đâm ra Nhớ nhung người cũ một cách gần như là đau xót Mặc dầu đây chỉ là cuộc tạm biệt đầy hứa hẹn Tư cầu và bác Tám đang lơm không cuốc đất ở phía sau nhà viên quan hai Để trồng một liếp cải Làm của riêng cho có thêm rau ăn Thì thấy con ba ở nhà trên bước xuống Con ba ngừng lại Và đứng dựa lưng vào cây cột của hai mái nhà cầu Nói liền biệt thự ở phía trên và dãy nhà bồi bếp Mỗi khi thấy con ba chàng ràng ở gần một bên mình Tư cầu đâm ra ngán trân Nhất là từ bữa anh ta theo xe đi chở cây Rồi tình cờ gặp lại phấn Vì vậy anh ta làm như không hay biết gì hết Và cứ cúi gầm mặt xuống cuốc đất tơi bời Bác Tám cũng làm ra vẻ thẳng nhiên Nhưng rồi bác lại thì thầm bên tay anh ta Ê chú bà ra kia kìa Tư cầu không ngừng tay cuốc Ra thì khai kể người ta Mỗi khi bác cản tôi dữ lắm mà Ê Qua cản là cản cái chuyện quá lố chơi Còn bình thường Mình cũng phải đon đã chào hỏi Vì dầu sao Bà cũng là người tốt Đối với anh em trong căn Đi làm có dê trên này Thiệt đằng nào chú em mày Cũng đi quá lố hết đó. Đi tới thì đi lúc ga Còn sụp lùi thì tuột thắng luôn Tư cầu chưa kịp trả lời lại Thì đã nghe con ba cất tiếng kêu Anh Tư ơi anh bỏ đó lại đây hỏi thăm cái này chút coi Bác Tám nhìn anh ta mỉm cười Đò Cho chú em mày trốn đi Đi lỡ đẳng đi cha nội Tư cầu chẳng nói chẳng rằng Ráng cuốc thêm một vài cuốc nữa Rồi dình dàng xách cây cuốc Đem dựng ở góc nhà bếp Đoạn vừa rút khăn tắm dắt gần đó lau mặt Vừa thủng thỉnh đi lại phía con bà Đến nơi anh ta đứng trình nền ra đó Chứ không hỏi han Nói năng chi hết con ba thì vẫn dựa ngửa dựa nghiêng trên thân cột Vừa nheo mắt nhìn anh ta Vừa cười mẫm mỉm Một hồi lâu sau cô ta đứng rộn ngay lại Một tay chống nạnh Một tay chổi vào cột nhà Cha có chuyện vui mà dấu biệt Không cho người ta biết tới hen Tư cầu lẩm bẩm trong miệng Có cái gì đâu mà vui hay không vui Con ba lên giọng chanh chua để chận ngang Thiệt anh giỏi quá trời à Mới xẹt ra khỏi chỗ này một chút là có chuyện rồi Chuyện gì làm ơn nói ra thử coi Còn bà cười mũi Xí bộ anh nói người ta không biết hả Anh đi theo mấy chuyến xe chở cây Rồi gặp con mẹ nào đó hả Tư cầu bắt đầu mất bình tĩnh Ai học cho em biết đó Mà người ta là người bà con quen của anh Chứ bộ ai sao mà em kêu con mẹ này con mẹ kia Con bà cười lớn Cha chưa gì mà binh rồi hén rồi cô ta hạ thấp giọng xuống Thân mật hỏi thêm Mà ai vậy anh Tư cầu ấp úng đáp Đó là một người ở một xứ với anh Bây giờ người ta có chồng Buôn bán tiệm cây ở trên này Tình cờ đi lại đó chở ván anh gặp Mà người ta có bà con thân thích gì với anh không Chứ sao em coi bộ lo lắng cho anh quá cỡ vậy Tư cầu ngạc nhiên hỏi liền Sao em biết rành quá vậy Con bà mỉm cười đáp Vậy mới tài Nhưng thôi để em nói thiệt cho mà nghe Con mẹ đó có nhờ thầy thông ngôn tìm gặp em Để xin em nói vô với ông hai Về việc thăm nuôi đặc biệt cho anh Tư cầu thở ra Hàng chi mà em biết hết Bỗng con bà quay phát lại Nhìn đâm đâm vào mặt anh ta Và nghiêm giọng hỏi gọn lõn Ai đó vậy anh Câu hỏi bất ngờ làm cho tư cầu đâm ra lúng túng thì hồi nãy anh đã nói người ta là bà con quen ở cùng xứ sở người ta thấy anh bị nạn như vậy nên có lòng hỏi thăm và giúp đỡ bộ không có em lo cho anh ở trong này sao em có để cho anh đói khát hay rách rưới đau ốm gì sao mà anh phải làm phiền tới người ngoài như vậy chứ tư cầu nhăn nhó đáp anh có nhờ nhỏi gì người ta đâu đó là họ có lòng tốt với mình và ý là anh đã có căn dặn là khỏi phải vô thăm hỏi trong này làm gì cho mất công con ba cười gằn hm, sợ đổ bể hen tư cầu bực mình hỏi sẵn lại cái gì mà đổ bể con ba trề môi rồi hỏi trớ đi câu khác Cho em hỏi anh bộ con mẹ ở không lắm sao mà lại cứ đeo riết thầy thông ngôn để cậy thấy lo giùm cái chuyện thăm nuôi cho anh nếu con mẹ quen sơ sơ ở dưới vườn thì đâu có lẽ con mẹ lại mặn với anh như vậy Tư cầu gạt ngang Bậy nè Người ta nói là bà con thân mà Còn bà liếc xéo anh ta Ừ phải Thiếu chút xíu là bà con gần sát rạc Phải không anh Tư cầu tìm cách hỏi lãng ra Em có hỏi gì nữa không Để anh còn ra cuốc đất phủ với bác Tám Em đừng quên anh đây cũng là Thân tụ tội như người ta Chứ bộ là ông nội họ sao Mà ra đây đứng cả nhóm nói chuyện hoài Cha Em coi bộ bây giờ anh hết cần ai hết hen Được rồi Nếu anh không chịu nói thiệt á, Thì em có thiếu gì cách Làm cho con mẹ chủ tiệm cây khỏi có ngó tới anh được nữa Tư cầu hốt quảng hỏi liền Trời ơi Còn tính chuyện gì nữa đó bà nội Con bà cười một cách đắc chí Chuyện gì để nữa rồi anh sẽ biết Tư cầu bực mình cự nữ Thiệt có mấy bà vô thì rắc rối tổ mẹ Người ta ở tụ yên thân rồi mà nay người này xí vô mốt người nọ thọt ra con bà nhìn anh ta cười ai biểu anh giấu hoài anh làm như con này ngu lắm vậy á bây giờ anh có chịu khai ra hết không nè thì nếu em đã biết rồi em còn hỏi nữa làm chi hỏi cho biết bụng dạ của anh ra sao vậy mà tư cầu thở dài sườn sườn thì em nghĩ coi người ta cũng có lòng lo cho mình Bây giờ không lẽ mình chửi mắng người ta lại được sao Cha Già hàm lẻo Già hàm lẻo mép ha Mà bây giờ không nói on đơ gì hết á Em hỏi thiệt Anh có phải con mẹ là người đã cho anh leo cây thoa mỡ bò đó không Tư cầu ấp úng đáp Thì Em đã biết hết rồi Rồi anh ta ngây ngô hỏi lại Nhưng sao chuyện gì em cũng rành hết vậy Không rành để mấy người tính qua mặt người ta hả Chắc anh tưởng chuyện đó kín lắm chắc Chắc thầy thông ngôn thể học lại cho em biết chứ gì Móc xì họ Thầy mà biết cái gì Nhưng thầy mới nói mí mí Là em đoán ra liền à Người quen cùng xứ với anh Mà lại có chồng khách trú bên tiệm cây trên này Thì ai vô đó nữa Anh quên rằng hồi anh mới lên Nam Giang Anh đã miếu máu kể chuyện đó cho em nghe sao Tư cầu sẻn lẻn nói gạt ngang Bậy nè Ai mà như vậy không biết Còn bà nghiêm mặt hỏi Bây giờ anh tính sao đây thì tính gì nữa Cái đó tùy em Mà theo anh nghĩ Chắc em không hẹp hòi gì với người ta Bề gì anh cũng mắc kẹt trong này Chứ có ra luôn tuồng ở ngoài tiệm cây được đâu Còn bà mỉm cười Lấy ngón tay xỉa phớt qua trán tư cầu cha Ăn nói khéo quá ha Nhưng nếu không có mấy lớp rào dây kẽm gai Và không có ba cái cây súng trong trên mấy cái lô cốt kia Thì bà nội ai bây giờ cũng cản không nổi anh Tư cầu thấm ý cười trừ. Con bà lại hỏi tiếp Nhưng anh có nói với người ta Em là ai không? Em là bà quan Hai Chứ còn là ai nữa? cô bà dậm chân chắc lưỡi Xì, láng ôm à Em muốn biết coi bà chủ tiệm đó Có rõ em với anh là Là chỗ quen thuộc cũ không? Anh có nói cho bà biết không? Anh nói sơ sơ vậy thôi Nhưng có lẽ người ta cũng đoán ra được Cái gì thì không biết chứ Mấy chuyện đó có trời mà giấu được mấy bà con bà gật gù Nếu anh hiểu được như vậy thì tốt lắm Nhưng em còn để coi Bà vô đây bà ăn nói thế nào Nếu biết điều thì em sẵn lòng giúp Bằng không em cấm tiệc luôn Tư cầu than thở Mấy bà mà sâu xé nhau Thì chỉ khổ cho thằng này thôi Sao mấy bà không hề nhau mỗi người một tay Như vậy có phải đỡ hơn không Con bà cười rộ lên Anh nói khôn quá tổ mẹ người ta Đằng nào anh cũng hưởng đủ hết hen tư cầu chỉ biết đứng đó cười trừ Thấy vậy con ba lên tiếng bảo anh ta Thôi đi ra ngoài đi Để rồi em liệu coi con mẹ với em đây Ai giỏi hơn ai thì biết Tư cầu dùng dần chưa chịu đi Và xuống giọng năn nỉ Chắc em vui miệng nói chơi như vậy thôi chứ Không sao phải không em Bởi vì người ta cũng là gái có chồng Con ba cắt ngang Chứ bộ em không có hả Có nhưng mà có khác rồi sợ con ba kiếm chuyện lôi thôi nữa Anh ta vội rảo bước đi vô phía bác tám Và ngoái lại nói với Thôi anh đi mận công việc ngang Con bà mỉm cười lắc đầu nhìn theo tư cầu Một cái nhìn vừa triều mến vừa độ lượng Thầy thông ngôn ở trong biệt thự viên quan hai chạy ra ngoắc phấn Mời bà chủ vô Bà quan hai đã xuống đợi bà chủ trong salon rồi Phấn vội ôm hai gói to đựng trái cây lên và hất hàm chỉ về phía thùng rượu nằm dưới đất. Còn cái này tính sao đây xếp? Viên thùng ngôn ngó quanh để tìm một người lao công. Và khi nhận thấy tư cầu cùng bác tám ở phía sau nhà bếp đi ló ra, ông ta vội kêu. Ê, anh Tư, anh lại đây tôi nhờ anh một tay coi. Tư cầu ngó lại thấy có phấn nên đứng khừng lại, hồi hộp đưa mắt nhìn Trân Trân phấn mỉm cười gật đầu như ra hiệu cho anh ta bước lại tư cầu lột cái nón lá quăng xuống đất tính xăm xăm đi lại nhưng bác tám đã lẹ tay níu anh ta lại để qua lỡ đẳng vác thùng rượu đó thế cho chú chú tư tư cầu ngơ ngác nhìn bác và hơi sẵn giọng hỏi sao lạ vậy bác tám đáp nho nhỏ không phải ai dành với chú mà té vàng té bạc gì nhưng chú lỡ đó khiêng thùng rượu vô cho thằng quan hai mà có mặt cả hai bà chứng kiến thì nó nhẹ thể mình quá tư cầu cao mày suy nghĩ rồi đáp sụi lơ ừ bà nói cũng phải bị tôi cũng hơi hấp tấp muốn gặp phấn tức là bà chủ tiệm đó bác tám dỗ dây anh ta vừa bước đi ôi rồi đây thiếu gì dịp khác chú đừng quên mình ở tù là ở tù với ba thằng tây chớ trước con mắt của mấy bả mình cũng bảnh tỏ như thường phải không chú Tư cầu tươi cười gật đầu Phải rồi Mà thôi Bước mau lại đẳng dùm tôi đi tía Thấy bác Tám đi lại tới Phấn băng khoăn hỏi liền Và hỏi nhỏ nhỏ Ủa Sao anh Tư anh không chịu lại đây bác Bác Tám vừa nhắc thùng rượu lên vừa đáp Dạ bị chú có công chuyện cần riêng Rồi bác hạ thấp giọng xuống Nói nhanh tiếp Dạ chắc bà chủ cũng dư rõ Nếu chú bê thùng rượu này vô để đứng lưng khận giữa bà chủ và bà quan hai thì cũng kẹt cho chú qua. Phấn thở dài. Ừ phải ha. Rồi cô quay sang nhìn bác Tám, mỉm cười hỏi luôn. Mà sao tôi coi bộ bác rành về chuyện này quá vậy? Chắc anh Tư có nói lại cho bác rõ phải không? Bác Tám nở mũi đáp. Dạ, tôi với chú Tư là chỗ anh em thân trong tù. Tôi được cái trọng tuổi nên có chỉ vẽ cho chú được một vài việc cũng hay hay viên thông ngôn trực trên thềm nhà lên tiếng báo bác tám nè ông già dạ, ông đem để két rượu đó ở trước hàng ba nghe còn bà chủ thì xin mời bà chủ đi ngã này phấn quay sang bác tám cảm ơn bác nghe bác nói với anh tư tôi hỏi thăm ảnh nhiều thiệt là nhiều đó nghe nói xong cô vội vã chuốt sửa lại tóc tai cùng ngắm nghía sơ qua áo quần rồi hấp tấp bước theo viên thông ngôn vô salon viên thông ngôn gõ cửa sơ sơ mấy cái rồi bước vô trước và lên tiếng giới thiệu Dạ, thưa bà hai Dạ, có bà chủ tiệm cây đến thăm bà hai Còn bà đang ngồi đọc báo Nghe nói vậy Từ từ đứng dậy mà mắt vẫn không rời nhìn vào tờ báo Như là còn mãi mê xem lắm Phấn đứng lượng khừng ở đó Và tuy chưa rõ mặt mày của bà Quang Hai ra sao Vì tờ báo che khuất Nhưng nhìn thấy điệu bộ của bà Quang Hai như vậy Nó đâm ra vừa bực mà cũng vừa khớp nữa con bà quăng mạnh tờ báo xuống mặt bàn Và ngước mắt lên hỏi viên thông ngôn Bà chủ tiệm quen thân với anh Tư đây hả thầy Và không đợi ông này trả lời Nó quay sang phía phấn nhích đầu chào Chào bà chủ Xin mời vô đây ngồi Chứ làm gì mà đứng khựng ở đó vậy Rồi nó lại nói băng quơ Cha cái tiểu thuyết đăng trong báo coi hay quá Mà họ lại chơi ác dứt ngang xương Phẫn kẻ nẻ ú ở trong miệng và dạ. Rồi bỗng như có hẹn Hai người đàn bà quát mắt nhìn nhau lơm lơm Để đo lường đối thủ trước khi bắt chuyện Tia mắt của họ giao nhau Tưởng chừng có thể vang lên thành một tiếng rít Giống y như hai thanh kiếm va chạm vào nhau vậy Công bà dầu sao cũng nhớ rằng Mình là chủ nhà nên dội bảo viên thông ngôn Thôi thầy để bà chủ đây cho tôi Cảm ơn thầy ngang Đoạn nó quay sang phấn đon đã mời một lần nữa coi Sao bà chủ đứng hoài vậy Bà chủ ngồi xuống đây Rồi chị em mình nói chuyện sao vẫn chưa kịp đến ngồi xuống ghế Thì con ba đã bước tới đỡ nhẹ lấy vạt áo dài trước của cô ta Đưa ra chỗ có nhiều ánh sáng Để xem mặt hàng Rồi trầm trồ liền miệng Cha Bà chủ mặc cái thứ hàng này có bông ngộ quá Mà cái màu này cũng hợp với nước da của bà chủ nữa Để bữa nào rảnh tôi phải đi lùng ở mấy tiệm bơm bay mua một áo thứ này mới được Dạ thứ hàng này họ bán thiếu gì Con bà buông giặt áo xuống Rồi ngó chăm bẩm phấn từ đầu đến chân Và dạ, mỉm cười hỏi thêm Bà chủ được mấy em rồi mà tôi coi còn trẻ măng vậy Chắc còn nhỏ lắm mà Cha còn nhỏ tuổi mà đã làm bà chủ như vậy Thì tốt phước biết đâu mà kể Phấn thận trọng đáp Dạ tôi mới được có một đứa con trai Con bà chắc lưỡi khen liền cha gái một con thuốc ngon nửa điếu hèn chi phấn định chụp hỏi hèn chi cái gì nhưng rồi giữ vẻ lễ phép hỏi lại dạ còn bà hai được mấy em rồi con bà cười giòn tan rồi đáp thôi chỉ có một mình chơi như vậy đó bà chủ à phấn mau miệng khen dồn bà hai trông còn trẻ đẹp sắc sảo quá thiệt mấy cô mới lớn lên cũng chưa dễ gì bị kịp Bà hai lại còn sang trọng quyền quay nữa Kể ra ít người được như vậy Hèn chi Con bà hơi cau mày Nhưng rồi lại gật gù cười xòa Và níu tay phấn Dắt lại bên ghế salon Mời bà chủ ngồi xuống đây Rồi chỉ em mình muốn nói gì thì nói Chứ chẳng lẽ tôi với bà chủ cứ đứng sững ở đó Để khen dần công cho nhau sao Rồi chợt thấy mấy gói đồ Nó liền hỏi tiếp Mà bà chủ ôm theo mấy gói đồ gì lũ khổ đó phấn như nhớ trực lại chuyện quà cáp nên vừa ngồi xuống lại đứng dậy đặt mấy bột giấy trên mặt bàn giữa sa lông dạ tôi có mấy cái bơm nho này đem đến để bà hai dùng lấy thảo dạ còn có một cái xăm banh để ở ngoài hàng ba riêng kính tặng cho ông hai xin nhờ bà hai nói lại giùm Còn bà chắc lưỡi kêu lên không biết thầy thông ngôn mắt tôi đó có nói tôi với ông hai ở nhà đòi ăn đòi uống gì không mà bà chủ phải lễ mễ đem lại như vậy dạ thưa bà hai cái này là do ý tôi chứ thầy thông ngôn không hay biết chi ráo còn bà đáp nửa thật nửa giỡn cha chưa gì mà bà chủ muốn trám miệng trước tụi này ha bà chủ làm như vậy nữa mít lòng lắm ngang chắc bà chủ dư biết tôi nghe thầy thông ngôn nói lại là bà chủ đây là chỗ bà con với anh tư nên tôi mới sẵn lòng mời tới chứ phải ai khác thì xin lỗi bà chủ dầu cho chính xe mười vàng đi nữa cũng khỏi đi phẫn thấy hơi bực mình nhưng cũng phải ráng xuống giọng cầu khẩn dạ cái đó thì tôi cũng rõ nhiều anh tư ảnh có kể sơ cho tôi biết rằng bà hai đây là chỗ ơn nghĩa cũ của ảnh và bà hai cũng đã hết lòng giúp đỡ ảnh trong lúc ảnh bị kẹt trong này dạ vì vậy mà tôi mới dám đường đột tới đây để quấy rầy bà hai Ôi Nói là nói vậy chứ Chỗ chị em mình Nếu không biết nhau thì thôi Một khi đã biết nhau rồi thì dễ ợt Nhất là cái chuyện này cũng là chuyện của anh Tư Mà hễ chuyện của anh Tư là tôi sẵn sàng Bao lãnh hết Phấn gượng cười đáp Thiệt cảm ơn bà hai hết sức Cũng may cho anh Tư Gặp lại được bà hai ở chỗ này Còn bà thản nhiên tiếp lời À ha Cái đó thì có anh Tư anh có gặp tôi lần nào thì cũng được may mắn ráo trọi hết Chứ không có rủi ro hay giáp giáp gì hết á Phấn cắn mồi suy nghĩ trong một vài giây Rồi đáp đẩy đưa Và phần tôi thì tôi cũng mong như vậy Con bà cười và ngọt ngào nói Bà chủ khỏi mong với mọi gì hết Cái chuyện đó là cái chuyện đã có rồi mà Nghe con bà nói một cách chắc cứng như vậy Phấn cười gần Nhưng rồi lại vội nói đỡ thưa bà hai Như vậy anh Tư thiệt có phần lắm Con bà như có vẻ hài lòng Vì đã dần mặt sơ được phấn Nên lại muốn tỏ ra độ lượng À còn cái này mà tự nãy giờ tôi tính nói Rồi bị lưu bu nên khuấy đi mất Chị em mình nên tìm cách xưng hô lại Cho nó đỡ khách sáo hơn đi Bề gì thì bên nào cũng là chỗ quen biết của anh Tư Phải không chị Chị thứ mấy để tôi kêu cho tiện Phấn ấp ủng đáp Dạ tôi thứ ba Con bà kéo nhích ghế lại gần phấn Ủa Cũng thứ ba như tôi vậy sao Rồi nó nháy nháy mắt lên Giọng hỏi ẩm ờ Ai cũng thứ ba hết rồi Như vậy ai lớn ai nhỏ đây Phấn ngã lưng dựa vào thành ghế phô tơi Rồi cười đáp lại một cách rất thản nhiên Dạ cái đó thì tôi chẳng dám tranh rồi Dạ cũng như cái chuyện Chim trời cá nước Mạnh ai bắt được nấy ăn con bà liếc xéo cô ta một cái nhanh như chớp Hừ, Hay quá ha Bây giờ tôi mới biết ngán chị ba rồi đa Phấn vội nói vớt Dạ bà hai dạy quá lời Tôi vui miệng nói buông thùa vậy mà Con bà chắc lưỡi một hơi Đó đó Tôi đã biểu chị ba dẹp cái tiếng bà hai đó qua một bên rồi mà Đoạn nói dối tay bấm nút chuông điện Gọi anh bồi Và khi anh này chạy lên tới Nó quay sang hỏi phấn Chị ba dùng nước ngọt ngang Phấn chưa kịp trả lời thì con ba đã bảo anh bồi Anh cho tôi xin hai chai nước cam Mau mau một chút Chứ tự nãy giờ mắc nói chuyện tầm khào Mà quên mời khách uống nước Phấn vội nói cho em vô Dạ thưa chị hai Xin chị hai coi tôi cũng như là chỗ quen biết trong nhà Chứ khách khứa gì đó Con ba tròn xoe mắt hỏi lại Ủa Sao chị kêu tôi bằng thứ hai Hồi nãy tôi nói giỡn chơi Chứ bộ muốn đòi lớn nhỏ gì sao Phấn thẳng nhiên đáp Dạ Chị hai đây là chị quan hai Tôi xin kêu như vậy cho nó phân biệt hơn Con bà mỉm cười Liêm diêm đôi mắt Thiệt tới bây giờ tôi mới biết ớn chị rồi đó Phấn cũng cười đáp lại Dạ chị hai nói vậy chứ Tôi hiền khô hè Nhưng rồi Phấn nghiêm mặt lại nói tiếp Dạ Chắc chị hai đã rõ tôi đến đây Trước để ra mắt chị hai Sau nữa để nhờ chị hai chút việc cha chị này ăn nói văn vẻ quá ta việc gì vậy chị phấn đáp hơi ấp úng dạ cũng không có việc gì khác ngoài việc thăm nuôi cho anh tư nói cho đúng ra mọi sự trong này đã sẵn có chị hai giúp đỡ săn sóc cho anh tư nhưng phần tôi tôi cũng muốn gặp mặt ảnh ôi tôi tưởng cái việc gì chơi việc đó hả dễ ợt thiếu gì người vô thăm nuôi chồng con đó chị ba và họ cứ ra ngoài văn phòng xin giấy là được Dạ thầy thông ngôn cũng có nói cho tôi rõ việc ấy Nhưng tôi nghĩ chắc chị hai đây có thể giúp cho việc thăm nuôi anh tư của tôi Được đặc biệt hơn người khác Nghĩa là được sự dễ dãi hơn Con bà nhìn châm bẩm phấn rồi hỏi Bộ chỉ có chuyện gì cần phải bàn tán nhiều với anh Tư sao? Phấn cười giả lạ Dạ đâu có chuyện gì cần Nhưng chắc chị hai cũng hiểu cho Tôi là người cùng xứ với ảnh Tôi có vô ra gặp mặt ảnh ở đây Thì cũng chỉ để hỏi thăm hỏi nôm về chuyện nhà cửa dưới giường Ảnh xa nhà lâu rồi mà biệt vô âm tính Ảnh nóng ruột lắm Liền sau khi tình cờ gặp ảnh ngoài tiệm cây Tôi đã có nhắn tin về dưới rồi Mà mãi tới hôm nay sao người quen họ chưa có lên không biết Con bà chép miệng than thở Cha tội nghiệp ảnh quá ha Đoạn cô ta chịu giọng bảo phấn Phần chị chỉ ráng lo hỏi thăm về chuyện dưới nhà cho ảnh Còn phần tôi tôi lo việc thăm nuôi cho chị À hay chị muốn nói chuyện liền với ảnh đây không Để tôi làm cách cho chị giáp mặt Việc này ông hai ông biết được Ông sẽ cự nữ tôi ghê lắm Nhưng không sao Phấn vội nói Thiệt cảm ơn chị hai lắm Nhưng theo ý tôi thì Mình nên làm cho đàng hoàng đúng phép đúng luật cái thì hơn Chứ chị hai thương tôi mà tính như vậy rủi ra gặp ngài vận tháng xuôi có chuyện gì rắc rối xảy ra thì chẳng những làm phiền cho chị hai mà còn để quả cho anh tư nữa mình có thương ảnh thì nên thương cho trót lọt con bà gật gù đáp chị nghĩ vậy chín chắn lắm được rồi tôi xin theo nghe lời chị à chị biên tên họ giao cho thầy thông ngôn để thấy chạy về mặt giấy tờ cho còn tôi để tôi thúc mấy xếp dưới văn phòng và nếu chị có chuyện gì gấp muốn nhắn với anh tư chị cứ vô đây nói với tôi rồi tôi thông tin lại cho nghe câu sau cùng ấy phấn có vẻ kém hưởng ứng và lỡ ngỡ đáp dạ thôi chắc không có cái gì gấp đâu tôi phiền chị hai như vậy cũng quá nhiều rồi con bà hiểu ý cười nói thôi tôi biết rồi nhưng tôi nói như vậy chị đừng giận nghe bề gì bây giờ anh tư cũng kẹt ở trong này nghĩa là ảnh nằm trong bàn tay của tôi Phấn nín lặng một hồi rồi gượng cười nói Dạ cái đó thì tôi thấy rõ ngờ ngờ rồi Tôi xin chịu hẹp vậy Con bà biết mình đi hơi quá nên vội nói lãng ra Để tôi nhờ mấy ổng lục hồ sơ coi tội trạng của anh Tư nặng nhẹ thế nào Để tôi còn nhờ ông hai ở nhà ổng can thiệp dùm Đỡ phần nào hay phần nấy Phấn màu mắng nói vô Ờ à, tôi cũng quên nhắc chị hai về cái chuyện đó nữa Dạ chị hai nhắm coi Anh Tư có được mau thả ra không chị Theo tôi biết ảnh hiền như cục đất Có làm chi đâu mà mấy ổng bỏ tù bỏ rạc như vậy Con bà cười xòa Tôi thì cũng như chị Chị em mình làm sao biết được chừng nào ảnh ra Còn cái việc ảnh hiền khô đó thì Để lâm chuyện rồi mới biết Thằng chả cũng giữ vàng trời mây Chứ không như chị tưởng đâu Nhưng dầu sao tôi cũng xin hứa chắc với chị Để bữa nào ông hai ông vui vui tôi sẽ liệu lời nói dùa vô ổng Chuyện gì tôi không biết chứ Chuyện đó thì tôi tin chắc mẻm là chị hai sẽ thành công rồi Con bà liếc xéo Cha chị nói như vậy là khen hay chê tôi đó Dạ tôi tình thiệt nói ngay như vậy đó chị hai à Tánh tôi thẳng băng chứ không có công queo ngoắt ngoéo như người ta Rồi cô đứng lên nói tiếp Tôi xin cứu chị hai Dạ từ nãy giờ tôi làm rộn chị hai nhiều quá con bà cũng đứng lên theo và nói gạt ngang ôi chỗ chị em mình mà chị đừng có ngại gì hết khi nào rảnh xin mời chị lại chơi tôi ở đây cũng ít bạn bè lắm dạ tôi cũng vậy suốt ngày tôi chỉ lẫn quẩn ở nhà rồi cô nhìn con bà mỉm cười ý nhị thiệt anh tư ảnh có con mắt lắm con bà nhướng mắt hỏi lại sao vậy vì chị hai rất bậc thiệp lanh lợi mà lại lịch sự duyên dáng nữa Con bà xô nhẹ vai phấn Thôi chị đi Chị nói giả ngộ hoài Còn chị không sắc sảo mặn mòi đó sao Tôi gặp chị tôi cũng muốn mê nữa là Con trai mới lớn lên Hèn chi hồi tôi mới gặp anh Tư ở trên Nam Giang ảnh lớ ngớ như là bị ma hốt hồn Hay bị bùa mê thuốc lú gì vậy Và mới ràng ràng đây nè Từ bữa anh đi chở cây về Anh lầm lầm lì lì Lắm lúc tôi thấy mà phát két rồi nó níu tay phấn cười nói thêm Này chị ba Phải hồi tôi còn con gái mà tôi gặp chị như trường hợp bây giờ Tôi ghen lắm đa Phấn làm bộ kinh hãi Y mẹ ơi Gặp tay của chị hai đây ghen thì tôi có nước chảy tét Không dám ngoái cổ ngó lại Mà về nhà ngủ không chừng còn dám giật mình nữa Con ba vừa ở trên xích lô bước xuống Là Phấn nhận thấy ngay Cô vội giao thằng bé kỳ lại cho chị vú Và tất cả chạy ra đón Giữ hôm bữa nay chị hai mới đến thăm tụi này Còn bà hối hả nếu lấy tay phấn và lôi đi Xin lỗi chị ba Tôi tính lại đây hoài mà mất công kia việc nọ Thành thử cứ để lần khân mãi Hôm nay mới có chuyện cần làm Nên tôi chờ ông hai ông qua sở là tôi phóng lại đây liền Phấn ngừng lại nhìn sững nó một hồi rồi hỏi Chuyện gì vậy chị? Lành hay dữ? Hèn chi tôi thấy làm lạ sao chị lại đây sớm bững Bộ anh tư đau ốm hay sao đó vậy chị Con bà không đáp ngay mà lôi phấn đi vào Để vô nhà rồi tôi nói rõ cho chị hay Mà có ai ở trong không chị Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị Cùng cách phục sức lôi thôi của con bà Phấn càng đâm lo Cô vừa đi vừa hỏi dồn tới Cái gì đó chị Anh tư có sao không mà chị không nói liền cho tôi biết Tôi mới vô thăm ảnh vào ngày hôm kia thấy ảnh vui vẻ chứ có sao đâu Chị khoan nóng Chuyện này nói ra đây không tiện Tôi hấp tấp ra đây cốt có bấy nhiêu Chứ ai muốn giấu chị làm gì chứ Tôi hỏi chị có ai khác ở trong nhà không Để chị em mình nói chuyện cho tiện Mà chị cứ lo hỏi nôn tới hoài Phấn dịu giọng đáp Xin lỗi chị hai Bị tôi quýnh quá nên không nhớ gì hết Dạ trong nhà chỉ còn có mấy người làm công Còn ba của thằng Kỳ thì đi ra kho bạc lãnh tiền mua cây của nhà nước trả con bà gật gù Ờ nếu vậy thì tiện lắm Mà chỉ có chỗ nào riêng biệt Văn vắng ở trong nhà để khỏi ai dòm ngó Vì chuyện này là chuyện sanh tử của anh tư lận Phấn tái mặt lập cập hỏi nho nhỏ Trời Cái gì mà chị nói nghe ớn quá vậy Chị nói phức ra không được sao Con bà như không để ý đến sự lo sợ của Phấn Mà cứ lôi tuột cô đi Và hỏi Đâu chị ba chỗ nào tiện hả Phấn biết hỏi gấp cũng vô ích Nên lặng lặng dắt con ba vào buồn trong Đến nơi nó kéo một chiếc ghế mời khách và gượng cười nói Xin lỗi chị hai, tôi mời chị hai vô trong này thiệt là không phải phép Nhưng ở đây thì khỏi sợ ai soi mói hết Để tôi kêu con vú bưng nước lên Con bà gạt ngang Ôi thôi nước với nôi làm chi chị Dạ Con bà đảo mắt nhìn qua một dòng khắp gian buồn Rồi chậm rãi nói Chị ba à Hôm trước tôi có nhờ người ta lục coi hồ sơ của anh Tư Để xem tội trạng nặng nhẹ thế nào Phấn tò mò hỏi liền Dạ nặng hay nhẹ hả chị hai Con bà lườm nó như có vẻ phật ý Vì bị chặn ngang Nhưng rồi lại ôn tồn đáp Nhẹ xeo à Vậy chắc ảnh cũng hy vọng sớm được thả ra hả chị Con bà thở dài Thì tôi cũng nghĩ như vậy Và mấy cha nội trên văn phòng Ai cũng nói không sao không sao Nhưng ai có về đâu Nó xảy ra chuyện bất tử như vậy Bộ anh Tư anh làm cái gì bậy ở trọng hả rồi cô cắn môi suy nghĩ Đoạn quắc mắt hỏi sẵn Hay là Hay là anh không giữ gìn tình ý Để lẹo tẹo đổ bể tùm lum ra Rồi ông quan hai ông bắt được Con bà đứng phát dậy cầm lấy cái bóp đầm Xỉa sói vào mặt phấn Thiệt tôi đến đây uổng công quá Phải tôi mà về có thứ ghen ổ ghen tả Nó bậy nó bạ như vậy Tôi đắm thèm xuống đây làm chi Cho tốn gần cả chục đồng bạc tiền xích lô Phấn biết mình nói quá lố Nên vội đứng lên theo níu tay con bà năn nỉ Thôi mà chị hai tôi lại chị Bị tôi lo quýnh quá không còn biết trời trăng gì nữa Xin chị đừng chấp nhất làm gì tội nghiệp Chị ngồi xuống đi Và chị làm ơn làm phước nói liền cho tôi rõ Chứ thiệt tình thì tôi nóng ruột chịu hết nổi Con bà thở dài ngồi xuống lại Nhìn phấn lắc đầu cười gượng Rồi tăng hắn như để đổi giọng cho êm dịu hơn Thôi chị cũng ngồi xuống đi với dầu tôi với anh Tư mà có lộn xộn Để cho kẹt đạn kẹt gió như hồi nãy chị Nghi bậy như vậy thì có nước tôi đụng thổ luôn chứ dám dắt mặt lại đây với chị hả chị ba? Dạ. Tôi cũng tưởng là số anh Tư đã hết nạn tai rồi, chứ có về đâu mới đây tụi tây nó đánh giặc đánh giả thua thiệt làm sao đó, nên tụi nó nổi khùng, quyết định bắt một số anh em tù nhân trong căn đem đưa ra côn đảo nay mai gì đây. Phẫn hút quảng hỏi liền. Bồ trong số đó có lọt do anh Tư hả? Con ba xe sẻ gật đầu. Phấn chụp nếu lấy bàn tay con ba trời đất ơi sao kỳ cục vậy chị mà chị có chắc như vậy không Còn bà ngó mông ra phía ngoài cửa rồi thẫn thờ đáp sao không chắc người ta đã lập bản danh sách hẳn hồi rồi và tôi còn nghe nói cái số tù đưa ra đảo này dám bị xử bắn lắm nữa phẫn trợn mắt hỏi người ta đem bắn anh tư nữa hả mà ảnh có tội tình gì lại chở anh ra ngoài đảo để giết hại như vậy cả sao chị ở trỏng mà chị không nói với người ta còn ông quan hai đâu Chị không biểu ổng xét lại cho anh Tư nhờ Hay là ổng bôi tên anh Tư trong sổ không được sao Còn bà nghe cô ta nói một hơi dọc như vậy cũng đâm ra bực mình Chị giỏi thì chị vô nói đi Bộ chị tưởng tôi không biết lo sao Nhưng tôi thử hỏi chị Cái chuyện đó ở trên tay tà người ta quyết định như vậy Ông hai ổng có môn giữ ba thằng tù Chứ đâu có quyền bắt bớ hay buông tha gì đâu Mà tôi hỏi chị thêm một câu này nữa Giả tỷ như ổng bôi tên anh Tư được đi rồi sau đó phải lấy tên ai khác thế vô bây giờ Phấn đáp liền Ý trời Tù tội cả đống ở trọng Lấy ai khác mà không được Còn bà nhìn cô ta một hồi Đó Chị nói như vậy là nói càng mạng đã Chị không nghĩ rằng nếu có bắt được người khác thế vô Thì cũng là người như anh Tư Nghĩa là họ cũng có những người thương yêu họ Và biết đâu họ lại có con thơ Con mọn ở nhà Mình làm như vậy có phải thêm tội không phấn sẹn lẹn cúi đầu nhưng còn nói gượng thì tôi cũng nói bừa như vậy nhưng chắc thiếu gì người khác một thân một mình rồi cô ngước mắt lên hỏi bây giờ chỉ tính sao đây chẳng lẽ ngồi đó ngó để cho tụi nó xách đầu anh tư đem bắn sao con bà không trả lời mà lấy bóp mở ra lấy thuốc hút nó ngồi trầm nhầm nhã khói bay từ từ phấn thấy vậy cũng bắt ngứa mắt nhưng biết không thể nào làm khác hơn được nên đành ngồi chờ con bà đưa ngón tay búng nhẹ cho thằng thuốc rớn xuống đất Rồi chậm rãi nói Tôi cũng nghĩ nát nước hết á, Mà chẳng tìm ra mưu kế gì được Phấn thở dài cựa mình một cách có vẻ bực bội Làm chiếc ghế kêu răng rắc Con bà thản nhiên nói tiếp Bởi vậy tôi mới ra đây Trước là để cho chị hay Sau là để xem coi Chị có cách nào gỡ nạn cho anh Tư chăng Phấn đầm ra lúng túng Chị ở chổng quen lớn với các quan quyền khắp mặt hết á, mà chỉ còn chịu co tay kia, huống hồ gì tôi ở tí múa ngoài này, hay là chị nghĩ coi mình có thể chạy chọt lo lót ông nào được không? Nếu được cái nói nào ngay, tôi cũng có sẵn chút đỉnh tiền nông. Còn bà đáp một cách không hăng hái chút nào. Kể ra thì cũng có chút ít hy vọng về mặt đó, nhưng nhưng tốn hao lắm. Và nếu anh Tư khỏi bị đày ra đảo thì cũng bị giam lại ở đó chứ bộ ra được sao? Phấn chụp nói liền, tốn hao bao nhiêu tôi không tiếc. Miễn anh Tư còn đó là được Rồi thủng thỉnh mình lo chạy chọt sao để lãnh ánh ra Hay là nếu chị sợ dính dấp vô Thì để tôi nói thẳng với thầy thông ngôn Nhờ thầy đi vận động với mấy ông bự dùm Còn bà nói gạt ngang Không được đâu Chuyện này là chuyện kín, Chị làm tay khôn tay khéo cho nó đổ bể tùm lum lên Rồi tay nó đem lưu anh Tư đi chỗ khác Ở ngoài này đi ở tù cả đám hết Chuyện đó là chuyện chết Chứ không phải nhảy A làm càng được đâu nghe Phấn cao mày nhìn con ba một hồi lâu rồi nói coi chị kêu tôi tìm cách gỡ nạn cho anh tư mà hễ tôi nói ra con nào thì chị bác đi tuốt hết như vậy còn bàn với tính gì nữa được chị đã nói chị chịu co tay thì ít nữa chị cũng để tôi liều mạng cho ảnh chứ con bà ấp úng đáp thì tôi có nói gì đâu tôi sợ mình tính chưa được chín chắn rủi ro có bề gì thêm nữa thì vô kế khả thi phấn cười lạc <laughs> chắc chị sợ tôi chạy chọt cho anh tư được rồi tôi rinh ảnh mất hả không đâu nếu khỏi đi đảo thì bề gì anh cũng còn kẹt ở trỏng chứ có bay đi mất đi đâu mà chị ngại không biết con bà đỏ mặt quăng mạnh tàn thuốc xuống đất lấy dép trà lia cho tắt lửa rồi hầm hầm nói chị đừng nghĩ có ba đồng tiền đó rồi muốn nói hoàng nói xuyên gì thì nói nghe bộ chị nói tôi đây lo cho anh không được hả Phẫn thản nhiên đáp thì cũng như chị ỷ có ông quan hai vậy mà thôi bây giờ xả càng Mạnh ai nấy lo cho anh Tư Con bà đập mạnh tay vào ghế Coi Bộ chị nói giỡn sao chứ Mạnh ai nấy lo rồi chị không biết đách gì hết Rủi có trặc trẻ chuyện gì Hư luôn công việc của tôi rồi sao hả Chị giỏi chị qua mặt anh Tư được Chứ với tôi xin lỗi Cái đó còn hơi lâu đa vẫn cười mũi Chị hai thì khó tánh quá Bây giờ chị hai tính làm sao đây Chị làm ơn nói quịch tẹt ra rõ đi Chứ úp úp mở mở hoài Tôi ngu dốt lắm không biết được con bà định nói trả đũa lại nữa Nhưng rồi lại chép miệng than Anh Tư anh sắp ngoẻo tới nơi Mà ở ngoài này tôi với chị mãi lo ăn thua đủ với nhau như vậy hoài Rồi làm sao được kìa Phấn cũng nhận thấy sự vô lý đó Nên thở dài rồi dịu giọng nói Thôi chị ráng lo cho anh đi Chị ở gần Minh Trọng thì thế nào chị cũng dễ tính hơn tôi Rồi có cái gì cần tới Chị cứ nói với tôi Để tôi ráng sức mà giúp vào Chẳng lẽ bây giờ mạnh đằng chị chỉ lo Mạnh đằng tôi tôi chạy Như vậy chẳng những tốn công vô ích Mà nhiều khi còn tréo ngoe với nhau nữa Thì đó Như hồi nãy tôi đã nói với chị Mình nên suy tính kỹ mới được Thế nào rồi đây tôi cũng phải nhờ chị giúp vô một phần lớn Chứ một mình tôi tôi đâu có ba đầu sáu tay mà lo cho sể hết được giả dạ, cũng vì chỗ đó đó Mà tôi vội giả ra đây cho chị hay Phấn ngạc nhiên hỏi Ủa Vậy chị chưa cho anh Tư ảnh biết tin đó sao còn bà lắc đầu Chưa chị à Tôi tính để mình bàn với nhau trước đã Rồi mai mốt đây tôi cho anh Tư hay cũng không muộn Rủi họ đưa ảnh đi liền sao chị Không đâu Tôi biết ít lắm một tháng nữa mới có chuyện đó Bây giờ mình cho ảnh hay trước Rủi anh trộn rộn lên thiên hạ trong căn biết hết Thì càng thêm khó khăn nữa Phẫn nhích ghế lại gần con bà Rồi ngập ngừng hỏi Chắc chị có tính ra một kế gì chị có thể nói sơ qua cho tôi nghe được không chị hai cô bà mỉm môi nhìn xuống đất một hồi rồi ngước mặt lên chậm rãi đáp cách này cũng hơi mạo hiểm một chút vì bây giờ anh tư chỉ có nước là trốn đi ý trời ở trong con ruồi bay ra không lọt rồi làm sao anh tư ảnh đi cho thoát được ấy chỉ đừng có lo tôi đã nghĩ ra cách rồi nhưng phải có người ở ngoài này chứ chấp đỡ ảnh một vài ngày rồi mới có thể trốn luôn về dưới giường được chứ nếu để ảnh ra đi lớ ngớ ngoài đường ngoài chợ giấy tờ không có thì chỉ vài tiếng đồng hồ sau là ảnh bị thợp cổ lại liền phấn có vẻ lo ngại hỏi thêm nhưng chứa ảnh vào đâu bây giờ con bà mỉm cười nói thì việc đó tôi xin nhờ đến tay chị phấn trợn mắt ý không được đâu ba thằng kỳ là người tàu làm ăn nên họ kỵ việc đó lắm Đời nào thằng chả dám chứa thư quốc cấm ấy trong nhà Coi Chỉ phải ép buộc thằng chả chứ Phẫn nhằn nhó Phải mình tôi thì cái gì cũng được khách ráo trội. Nhưng có thằng chả vô đó khó nói lắm Chỉ bắt thằng chả chung ra vài chục ngàn Thì thằng chả chịu liền Chứ bắt chứa anh Tư trong nhà một chút xíu Thằng chả cũng lại dài đó chị à Còn bà vẫn tươi cười như thường Chị thiệt dở khẹt à Chị phải diễn cớ rằng hồi đó thằng chả hại anh Tư thiếu điều chết đứng Thì bây giờ thằng chả ráng chứa chấp anh Tư trong nhà một đôi ngày mà ăn nhắm gì Cái đó cũng như để đền bù thiệt hại khi xưa vậy mà phẫn mỹ mồi suy nghĩ một hồi rồi nói Tôi nghĩ rồi hay chỉ để tôi lãnh phần đưa anh Tư luôn tuốt về dưới giường Đi có cặp như vậy không ai để ý sanh nghi được Ờ phải đó Chị làm ơn kiếm giùm ảnh một cái giấy tờ gì tạm cũng được Hay thôi để tôi lo luôn vụ này cũng được vì tôi biết có chỗ chỉ tốn kém chút đỉnh Là họ cho mình một cái giấy bách xê rồi Còn bà cười mũi Nếu chị đưa ảnh về dưới được Thì tôi đây không đưa được sao Tôi cũng đã tính bỏ luôn ông hai Để dông trốn theo ảnh một lượt Như vậy có phải gọn bân không Phấn nhỡm người lên Chị nói thiệt hay nói chơi đó Chị dám bỏ ông quan hai để mạo hiểm trốn theo anh Tư sao Hay là chị định nói dọa cho tôi ngán hả chị hai con bà ngã người giữa lưng ghế Rồi mỉm cười đáp Ai mà thèm dọa làm gì không biết Chắc chị chưa rõ chớ giữa tôi với chị Người dám liều mạng cho anh Tư là tôi đây nè Tôi cũng xin nhắc thêm Con này chưa lần nào làm phiền lòng anh Tư một chuyện gì Dù là chuyện một chút xíu Bằng ngón tay út cũng vậy đó chị Phấn cười lạc Thì tôi biết chị giỏi rồi mà Nhưng chị cũng giỏi luôn về cái chuyện ghen tranh của người ta nữa Điều nói là vậy Chứ tôi dư biết nếu tôi đây có lo cho anh Tư đi trốn như hồi nãy tôi bàn đó Thì chị cũng phá ngang Chứ dễ gì để cho thành công được Còn bà ngào ngán thở dài Quả tình tôi có nóng tánh chút đỉnh Nhưng tôi đâu có đến nổi tệ như vậy chị Tôi hỏi chị nè Tôi với chị cứ tranh giành nhau Rủi ro để cho anh Tư anh bị kẹt chết luôn rồi Tới chừng đó chỉ có nước ngồi ngó nhau mà khóc Phấn vẫn còn cao có Chị nói thì nghe ngọt lắm nhưng hãy tôi dính vô chuyện anh Tư là chị nhảy đông đổng lên à. Ờ Nếu rủi anh bị kẹt thì cho anh chết luôn Ai biểu anh đụng đâu cũng làng chàng đó hết Còn bà cười xòa Đừng nói bậy nè Anh mà kẹt chết luôn thì tôi cũng không ngơ Mà chị cũng trớt gió Như vậy tôi với chị ghen tranh với nhau để làm gì hả Thôi tôi nhường cho chị đó Ít ra cũng có một người hưởng được Phấn mắc cỡ cúi đầu làm thinh Còn bà nhích ghế lại gần thân mật vỗ nhẹ lấy vai nó tôi thiệt tình với chị và quý anh tư lắm nên tôi mới cất công ra đây chứ phải tôi có bụng xấu muốn chiếm độc quyền ảnh thì tôi làm êm ở trỏng rồi vẫn có vẻ cảm động xin lỗi chị hai bị tôi rối ruột hết á. với lại thiệt tình thì tôi cũng muốn nhân dịp này mà theo luôn anh tư để chuộc lỗi ngày trước cái chuyện giữa tôi với ảnh chắc chị hai cũng đã rõ và hồi trở về dưới quê tôi cũng đã năn nỉ ỉ ôi ảnh đủ điều để ảnh theo tôi mà ảnh cứ trơ trơ Tuy tôi dư biết lòng ảnh cũng như cũ Vậy hả Tội nghiệp quá ha Nhưng thôi chị ba à Phận mình dầu sao cũng đã yên Thì không nên trộn rộn nữa làm gì Không phải bây giờ tôi mới nói tốt Chứ tôi cũng đã nghĩ rồi chị ơi Nếu anh Tư đi một mình êm Thì chẳng khó khăn gì mấy Chứ nếu có tôi hoặc chị trốn theo nữa Thì rắc rối thêm nhiều lắm lắm Sao vậy chị có gì lạ đâu Tới chừng đó hoặc ông hai Hoặc ông chủ ngoài này mất vợ Thì trời cả mấy ổng cũng nhốn nháo cả lên Rồi thưa gửi tìm kiếm lung tung beng Như vậy có phải làm cho anh Tư mở thêm không? Phấn gật đầu nói liền Ờ phải ha Bởi vậy mình có thương anh Tư Thì phải thương cho trót và cho đúng điệu Phần chị chỉ ráng nói khéo với ông chủ Cho anh Tư ở đỡ đâu ba bữa đi chị Đâu chị bài cách cho tôi coi chứ bây giờ tôi lú ruột lú gan hết. còn bà mỉm cười đáp dễ như chơi mà thì chỉ cứ bắt ép ổng luôn về hai mặt tình và lý một là ổng phải tính chuyện ơn nghĩa với anh Tư hai là nếu ổng không tính cho xuôi thì để cho chị tính tính sao đó chị hai thì chị cặp tàu trốn luôn theo anh Tư chứ sao nữa vẫn phải cười xòa nhưng rồi thắc mắc hỏi lại nhưng rủi thằng chả đi báo cáo rồi sao chị còn bà cao mày Ừ còn cái chuyện đó nữa ha Mà khỏi lo đi Chị nói trước với ổng nếu ổng sanh tâm làm bậy Thì kẹt luôn cả chị nữa Vì chị là đồng lõa kia mà Và chị nói thêm luôn Nếu ổng rụt rịch thì chị còn khai càng luôn là Ổng cũng có dính líu vô nữa Nhưng sao vì ghen nên ổng mới đi báo Và ổng còn đóng thuế đóng má cho bên kia nữa Tay nó nghe nói như vậy Nó ham lắm nghe Vì ổng là ông chủ có bạc cắt nhiều mà Phấn lắc đầu cười Thiệt tôi phục chị hai sát đất chị mà tính cái gì ra là có môn chết thiên hạ hết con bà khiêm tốn đáp biết làm sao bây giờ chị ở đời mình đâu có thể nào ở cho vừa lòng khắp mọi người được và bởi vậy chỉ còn có cách thương cho phải chỗ ghét cho đáng nơi cái công việc mình tính đây không phải là để hãm hại ông chủ ở nhà mà chỉ dạ hành tỏ cho ổng ngán chơi nếu có trường hợp ổng không vui vẻ thuận theo ý mình đó chị coi Đâu có cái gì ác đức đâu phải không chị ba Phẫn màu mắng tán đồng Phải rồi chị hai à Tôi cũng thấy không sao nên mới sẵn sàng nghe theo ý chị Vì bề nào thì ông chủ đây cũng làm chồng của tôi Và thiệt ra thằng chả cũng thương tôi dữ lắm Chứ bộ ông hai ở trong ông không thương tôi cắt củ kiểu đó sao Phấn cười xòa Thì ai có nói gì đâu Nhưng của chị khác, của tôi khác Rồi như sợ con ba Hỏi phân tới về chỗ khác nhau ấy Phấn vội nói lãng ra Không nói dấu gì chị Nếu gặp tay khác thì không dễ gì Tôi chịu nghe lời em rơm vậy đâu nghe Con bà lắc đầu Thiệt tôi cũng bái chị luôn Nội cái tôi nghe chị nói sơ sơ qua Tôi cũng đủ ớn xương sống rồi Đoạn nó đứng dậy sách bóp lên Thôi tôi xin cứu chị Để cho tôi về lo sắp đặt công chuyện Và hãy tôi tính xong đâu đó đàng hoàng Tôi sẽ ra cho chị hay liền phấn cũng đứng theo lên ờ chị nhớ ra cho tôi hay liền nghe chị hai mà chị về trỏng cũng liệu cách nào cho anh tư ảnh rõ công chuyện này cố nhiên rồi cái đó chị để kệ tôi còn phần chị theo tôi nghĩ thì chị cũng nên ngưng luôn cái vụ đi thăm nuôi anh tư bây giờ đi như vậy để mình tránh được mọi sự tình nghi sau này phấn đành miễn cưỡng nhận chị nói tôi hiểu rồi đành chịu vậy chớ biết làm sao chứ thật ra tôi cũng nôn gặp mặt ảnh lắm thì để nữa rồi mặt tình mà gặp rồi nó liếc xéo phấn hay là chị kiếm một căn nhà nào mướn sẵn để anh tư ra là giống lại đó rồi như vậy thăm nuôi ảnh cũng lưu bù được đa ờ mà phải à? chị nên tính như vậy đi như vậy ông chủ tiệm đây đỡ ngán và cũng khỏi sợ tây tà nó dòm ngó nhà chị phấn mỉm cười hoài nghi thôi chị đừng xí ngã tôi nữa chị hai thiệt mà nhưng miễn là ông chủ đây đừng có ghen quá là được Để tôi nghĩ lại coi Mà thằng chả có ghen thì cũng ráng bấm bụng chịu cho nó quen Khi nghe con bà nói cho biết là Mình có tên trong đám đi đảo Và có thể nguy được Tư cầu đứng ngẩn ngơ một hồi lâu Rồi mới lấp bắp hỏi lại Mà em có chắc như vậy không? Sao anh nghe anh em trong trại người ta sầm xì Là sắp có thả nhiều lắm Con bà trề môi hạ xuống biển thì có Tư cầu thở dài Nếu vậy thì cái số của anh xui tận mạng rồi Cha không biết làm sao cho dưới nhà hay Xui khỉ gì Sao anh hay tin bá láp quá Nói vậy cả trăm người khác Bị đưa ra công đảo thì cũng tại số xui hết sao Thì mình không biết đổ thừa cho ai bây giờ Chỉ còn cách nói là tại cái số Có số hên xui hay không là cũng do nơi em đây nè Tư cầu ngó nó lơm lơm Em sao lúc nào cũng nói bông lơn được hết Còn bà nghiêm giọng nói Em nói thiệt đa Và sở dĩ cho anh hay là để bàn với anh Chuyện tìm cách để anh thoát đi Tư cầu trợn mắt Rồi ngó cháo giác Trốn đi Cái này là em nói giỡn đa. Con bà không buồn trả lời câu đó mà hỏi luôn Nhưng anh có giá mạo hiểm trốn không hả Tư cầu hốt quảng đáp y không nên đâu Con bà lắc đầu Xí sì cái gì anh cũng nói không nên hết vậy chứ anh để cho nó xách đầu đài ra côn đảo rồi để bắn đạp sát xuống biển cho cá mập cá xà nó sực như vậy chắc nên lắm ha tư cầu đáp xui xị thì ai mà muốn như vậy nhưng em nghĩ coi mình làm sao ra lọt khỏi chỗ thập điện diêm vương này cái đó để em lo tư cầu lắc đầu như vậy càng không nên nữa anh không muốn em phải liên lụy vì anh phận anh dù có chết năm bảy mạng cũng chẳng ăn thua gì còn em Em như vậy kể như cũng sung sướng hơn người ta rồi Còn bà bực mình Em sung sướng hay không á à, Thì kệ mồ em Bộ em dại lắm sao mà để cho anh trốn thoát Rồi đưa đầu cho tay nó thọp Anh cứ việc xách cái thân xác của anh dông đi Mọi việc để kệ em Rồi em cũng phải dông nữa Chứ bộ dám ở lại chịu trận à Còn bà chắc lưỡi Thằng cha này sao mà bư quá à? Bộ em ngu để cho tụi nó làm khó dễ gì được em sao chứ rồi nó tha thiết nói tiếp Mà ví dầu sau khi anh đi rồi Em bị rắc rối lôi thôi gì nữa Em cũng vui lòng mà Chứ em hỏi anh Em quen biết với anh làm chi Mà không nhờ kệ gì được ráo trong những lúc này Em tốt với anh quá đổi rồi Anh ở nào để em phải dính vô thêm cái chuyện chết đó Anh chỉ xin em một điều Là khi anh ra đảo rồi Em làm ơn kiếm cách nhắn tin về dưới nhà giùm Cha chắc tía má anh ở dưới vườn được tin này ổng bả rầu thúi ruột thiệt anh chưa có làm được việc gì cho ông bà vui lòng hết. rồi anh ta mỉm cười chua chát. <cười> còn cái chuyện tranh đấu cho nước nhà độc lập, anh cũng chưa làm khỉ gì nữa, mới trộn rộn đôi chút là bị thập đầu lên đây, rồi sắp sửa ra đảo để gửi xương ở ngoài. ư ừ, hự, cuộc đời của anh toàn là ăn xài lớn mà không mua được cái gì cho coi được hết. còn bà ngó chầm bẩm anh ta, còn trối trăng cái gì nữa thì nói luôn một lượt đi. anh sao như con gà chết em đã nói không sao hết Em có cách nào cho trốn đi em ru mà anh không chịu nữa hả Thì anh vừa nói Anh chưa có làm cái gì nên thân nên hồn hết Vậy mà anh chịu khó nằm ở đây chờ cho tay nó chặt Thiệt nhiều lúc em không hiểu trong đầu Trong ốc anh nó có cái gì ở trong nữa Thôi được rồi Để nữa em cho hai bác ở dưới vườn biết Ngày nào mà tay nó sách cổ anh đem ra bắn ở ngoài đảo á, Để hai bác biết mà cúng quải Và dỗ chạp cho anh Như vậy á, chắc anh mát ruột lắm hen tư cầu có vẻ mũi lòng em đừng nói xiên nói xéo nói cay nói đắng như vậy làm gì bộ như vậy chưa đủ rối ruột sao chứ con chó nó còn muốn sống ăn bậy thay huống gì anh còn cha mẹ còn anh em còn bạn đồng đội mà em có chắc là anh đi êm được không và khỏi phải bị lôi thôi gì không con ba gật đầu chắc nhưng rồi nó nghiêm mặt nói thêm mà có chắc hay không là cũng do nơi anh anh cứ làm như thường và tới chừng đó là giống một mạch Chứ cái điệu bộ săn dân xéo véo như gà mắt đẻ cục tác của anh đó Thì chỉ có nước chết sớm Mà đố khỏi còn gây quả lây cho em nữa Tư cầu ngẩng cổ ưỡn ngực Sao em coi rẻ thằng này quá vậy Để nữa rồi em coi Nhưng chừng nào trốn hả em Và trốn bằng cách nào Chứ anh ở đây coi bộ con kiến bò ra cũng khó nữa Con bà cười rồi hạ thấp giọng Bò ra không lọt nhưng leo ra thì được đây nè Anh liếc mắt nhìn chỗ nóc giải nhà bếp coi Chỗ đó anh có thể leo lên Nhảy phóng ra ngoài dễ ợt Tư cầu ngoái cổ nhìn đâm đâm về phía ấy Thấy vậy con ba lấy chân đá vào ông Nguyễn anh ta Coi Mới nói đó mà anh cũng ẩu rồi Anh nhìn len lén không được hay sao Mà phải ngó thiếu điều rớt con ngươi vậy Tư cầu sẻn lẻn quay lại Ờ Chỗ đó coi bộ được đà Nhưng sao tay nó không rào một lớp dây kẽm gai cả Bộ muốn lắm hả thì anh nghĩ coi trên này là nhà của ông hai Chứ bộ chỗ nhốt mấy cha nội dưới trại hay sao Mà cần phải rào kỹ như vậy Nhưng anh phải để ý Ở hai đầu có lô cốt canh đó ngang Cha như vậy mà ló ra tụi nó hay hết còn gì Hay khỉ gì được Phía ngoài vách tuy trống trải Nhưng phía trong này thì anh khỏi lo Vì nhờ có mấy cây vú sữa Cành lá um tùm ve ra trên mái nhà Anh chỉ leo lên đó rồi phóng đại ra ngoài Tới chừng đó dầu trên lô cốt tụi nó có thấy Và ria theo thì cũng không kịp mà hãy anh chạy tuốt đi vô sớm nhà lá trước mặt á, Thì kể như êm đi Nhưng anh khỏi lo gì hết Tụi lính canh nó có để ý bên phía mấy dãy nhà căn tù hơn là ngóng chừng lên trên này Nhất là anh dọt ra vào lúc hơi sập tối Trước giờ tập hợp về trại thì chắc ăn lắm Tư cầu lại liếc về phía mái của dãy nhà bồi bếp Rồi thắc mắc hỏi Nhưng từ dưới đất lên trên mái cao tổ cha Rồi làm sao leo lên nổi Hứ, Bộ để nữa em cổng anh lên chắc Anh cứ yên tâm về điểm đó Miễn làm sao tới ngày tới giờ ấy Em sắp sẵn có cách Anh leo được lên trển thì thôi Sao em tính của bộ chắc ăn quá vậy Còn bà mỉm cười Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ Cái gì có chắc ăn chắc cứng Thì em mới làm Bằng không thì khỏi đi Rồi nó nghiêm mặt bảo tư cầu Nhưng mà nè Anh nghe em dặn kỹ đây Về dưới trại đừng có bép xếp cái miệng Một lời một tiếng nào hết đó nghe Tư cầu gật đầu Ừ mà nhưng anh nói cho bác Tám biết sơ sơ được chứ Bề gì anh cũng phải từ biệt bác Con bà nhăn nhó Thôi cho tôi xin đứt cái chuyện đó đi Anh mà hở môi ra cho bác biết thì anh chết sớm Bác cũng có tên trong số bị đưa ra đảo đó nghe Tư cầu hốt quảng nói Ý trời Bác cũng bị chung số phận đó sao Vậy mà từ nãy giờ em không chịu nói liền Còn bà ngắt ngang Nói làm chi chứ Tư cầu ấp úng đáp Thì sẵn dịp có anh đi Mình cho bác theo luôn con bà quắc mắt Thôi đi tía Thiệt mới căn dặn ràng ràng đây mà anh còn tính như vậy Em nói cho biết Bị có anh kẹt vô trỏng nên em mới ráng sức lo Chứ thiên hạ thì em xin chịu thua Em ráng thêm một mình bác tám nữa không được sao Mình cho bác thắp tùng vô Có tốn hao gì đâu Bác còn vợ con ở nhà Tội nghiệp người ta em à Con bà sẵn giọng Em nói không được là không được Em cũng biết thương người ta lắm chứ không phải không Nhưng trong trường hợp sống chết này em nói thiệt em thương anh nhiều hơn và trước hơn ai hết nhiều và trước hơn cả mình em nữa tư cầu buồn bã đưa mắt nhìn quanh để kiếm bác tám nhưng chẳng thấy bác ở đâu hết anh ta thở dài chép miệng than thiệt ở đời có nhiều cái tréo cẳng ngỏng quá người đáng được cứu thì lại để cho chết rồi anh ta quay sang nhìn con ba với đôi mắt cầu khẩn em à đằng nào thì cũng nguy hiểm vậy em cho bác theo đại với anh để cho có bạn một khi trốn được ra ngoài y trời một người mới dễ trốn bây giờ anh lại tính dắt theo lùm đùm đề đề năm bảy người nữa thì đứng cách xa mười cây số tụi nó cũng biết rõ là mấy cha đi trốn em nói dứt dạ như vậy một là anh dựa một mình anh hai là anh ở luôn trong này cùng bác tám để chờ ngày đi đảo cho đủ cặp hai điều đó anh phải lựa chọn một chứ đừng nói lằng nhằng gì nữa tư cầu trả lời xui xị thì thôi anh đi một mình vậy Bỗng anh ta nhớ trực lại điều gì Nên hấp tấp nói liền theo đó y mà không được em ơi Cha này sao rắc rối tổ mẹ Cái gì mà không được hoài quỷ vậy hả Anh hỏi em Rủi anh đi Rồi nhà tôi nói nhà bác tám mà trai bác thì sao Cái chuyện đó dám có lắm nghen Còn bà chán nản thở ra Dầu cho có chắc đi nữa Thì đành vậy chứ biết sao Trời ơi cái chuyện thoát khỏi nơi đây Nó khó vàng trời Bởi vậy miễn sao anh đi trót lọt là mừng rồi Chứ hơi sức nào mà lo bao đồng thiên hạ nữa được Tư cầu lắc đầu nói Anh đi mà để phiền lụy cho em Rồi bây giờ cho cả bác tám nữa Cái đó thì không nên em à Tụi nó bắt mấy người ở tù Rồi bắt đưa ra đảo Rồi đem đi xử tử Như vậy có nên không Còn mấy năm nay đánh giặc đánh giả Bắn nhau rầm rầm như vậy đó, có nên nữa không Thiệt nói chuyện với anh đó, Nhiều lúc tức ói máu Tư cầu chẳng biết nói sao Nên kiếm cách thổi lãng ra À còn điều này nữa Một khi anh thoát khỏi nơi này rồi Làm sao anh có đủ giấy tờ Và nếu đi về dưới Rủi tay chận xét dọc đường Rồi anh tính sao đây Ở trên này lạ nước lạ cái Đường đi nước bước một tấc anh cũng chẳng rành Chết ở chỗ đó nữa Con bà cười đáp Cái đó anh khỏi lo Em đã sắp đặt sẵn hết cho anh rồi Hẻ anh ra thì có chị Phấn ở ngoài Chỉ lãnh phần bao bọc anh Sao cho em thấm hết thì thôi Tư cầu giải nảy Trời ơi sao em lại để dính vô cô ba ngoại nữa Nội mình em đây cũng đủ rồi Cha lo cho con mẹ chủ tiệm quá ha Không phải Phải trái khỉ gì Em với chị Phấn đã bàn tính đâu đó sẵn hết trơn rồi Anh dựa qua khỏi căn này Thì có chỉ rước anh liền Và tới chừng đó hai ông bà mặc sức muốn làm gì đó thì làm Tư cầu cự nữ Em sao cứ nói giọng đó hoài Con bà ra dấu bảo tư cầu đi Thôi ra ngoài với bác Tám đi Mà nhớ không được hở môi cái gì hết đó nghe Ừ mà Tư cầu lủi thủi đi trở ra ngoài sân kiếm bác Tám Thấy anh ta ra bác Tám nhìn anh ta một hồi Rồi cười hỏi Mọi khi chú gặp bà mặt mày chú Tư rối à Còn hôm nay sao lại chủ ủ như chim ụt vậy Bố bá còn cử nữ chú về cái chuyện chủ tiệm cây hả Tư cầu lắc đầu nín thình Hay là bà trị kéo gì nữa phải không Tư cầu lại lắc đầu Vậy chứ chuyện gì Qua coi bộ chú em ăn cơm gạo lứt nhiều quá rồi mà vẫn còn khó tánh Tư cầu chẳng biết trả lời làm sao Nên chỉ nói cho xui Chuyện này là chuyện riêng Bác không biết đâu Bác Tám cười xòa Chuyện riêng thì lần nào cũng là chuyện riêng của chú mày hết Mà làm cho qua đây sức bất sang bang Rồi bác liếc xéo tư cầu Chuyến này à, qua mong sao cái chuyện riêng của chú mày à, Để qua đứng yên qua một bên thì khỏe lắm Câu nói ấy làm cho thư cầu bức rất khó chịu Anh ta giận dẹo mấy ngón tay vào nhau Một hồi rồi nói như than thở một mình Không biết trời xuôi đất khiến cho tôi gặp bác trong này làm gì Bác Tám có vẻ không bằng lòng Coi bộ chú em mày phiền trách việc đó hả Đã đành rằng có lúc qua cản mũi cản lái chú em thiệt nhưng lần nào qua cũng ủng hộ chú em hết mình mà Tư cầu vội đáp Thì đó bác tốt bụng với tôi quá Nên tôi lo quá bác à Tôi làm phiền bác nhiều quá Bác Tám làm bộ cự nữ Chú em mày đừng nói giọng đó nghe Tuy qua có tật hay nói lớp bóp cái lỗ miệng Nhưng thiệt tình nào qua thương chú em mày lắm Và qua chẳng thấy có gì phiền ráo Tư cầu giỡn nói nữa nhưng bác Tám đã xua tay qua không nghe thêm tiếng nào nữa đâu rồi bác chịu giọng bảo tư cầu thôi sẵn ta chú mày khô sạch chứ qua mới đi tứ kiển nên ướt chèm nhẹ nhẹp hết chú mày làm ơn đi gói cất giùm ba cái hộp ngải qua để phơi trên bực thềm đó lấy dòng ngải quý đó để về dưới trồng một hàng trước nhà qua đó chú em tư cầu đứng ngó trân trân bác tám một hồi môi anh ta mấp máy như muốn nói một điều gì lắm nhưng rồi anh ta lại cúi đầu lủi thủi đi ra chỗ bác tám để phơi mấy hộp ngải bông giống. đến nơi, Tư Cầu từ từ ngồi xuống dưới bực thềm một cách gần như là thành kính, rồi chậm rãi và trịnh trọng gói mấy cái hộp ngải lại như gói một di vật quý báu nhất đời. xong xuôi đâu đó, Tư Cầu đứng dậy quay lại nhìn bác tám. bác vẫn thản nhiên tiếp tục tưới mấy hàng bông kiển. rồi anh ta liếc mắt về phía nóc giải nhà bồi bếp. cái khoảng trời xanh xanh và lòng lòng ở ngoài kia ấy, tuy tối cần cho mạng sống của anh ta. Nhưng quả thật không có chút gì hấp dẫn hết Mấy hôm nay Lại có thêm một tốp anh em tù Đi lên trên nhà ông Quang Hai Để lo việc quét nước vô lại Tường vách trên ấy Vì có thêm đông người làm Nên khung cảnh trên nhà ông Quang Hai Trở nên ồn ào rộn rịp Chứ không vắng lặng trống trải như mọi khi Và điều đó càng làm cho tư cầu thêm sốt ruột Mới rồi đây con bà có cho tư cầu biết là Nên chuẩn bị tinh thần cho sẵn sàng Để chờ dịp thuận tiện là dông liền và cái dịp ấy theo như con ba đã căn dặn đó Thì cũng rất gần kề Nay thấy người ở dưới trại lên thêm Để làm lao công trên này Tư cầu bắt lo thêm Mỗi khi lẻ tẻ một vài người Thì còn dễ Chứ bây giờ đông quá Và tư cầu có cảm giác là Ai ai cũng soi mói nhìn tới mình hết Mấy lần anh ta định đi tìm con ba Để hỏi thăm về việc đó Nhưng chẳng thấy con ba ló mặt ở đâu cả Mãi đến chiều Trong lúc anh ta xách nước ra tưới bồn bông Ở phía đằng trước biệt thự thì đã thấy con ba đang đứng ngắm nghía mấy cụm lại mới trổ đầy bông búp tư cầu xách thùng nước lại tưới cây kiển ở đầu đằng này rồi đi lần lần đến trước chỗ con ba đang đứng không nhìn về phía con ba tư cầu vừa tưới nước vừa hỏi nhỏ Cha, tự hôm rày đi đâu mất biệt vậy con ba thản nhiên đáp thì gần tới ngày đó rồi nên em phải lánh mặt gắt mới được gần ngày đi của anh nên em muốn đề phòng cẩn thận vậy mà Tư cầu ngó về hướng mấy anh em lao động đang quét nước vôi. Gần tới ngày mà thiên hạ rần rần trên này như vậy, rồi làm sao mà thoát cho em được? Cái đó mới càng dễ thêm ra. Thiên hạ có trộn rộn như vậy, mình làm cái gì mới không có ai để ý. Chứ nếu lèo tèo vài người, dễ lộ lắm anh à. Nhưng còn cái vụ leo lên mái nhà kia nữa, bộ em quên lửng chuyện ấy rồi sao? con bà cười đáp, chứ anh không thấy có mấy anh em leo lên trên này phơ, sơn phết tường vách đó sao? năm bảy cái thang đó thiếu gì và chiều chiều trước khi về trại họ dựng sắp lớp ở phía dưới nhà bếp đó tư cầu khẽ gật đầu ờ phải bị anh lo cái chuyện đông người rần rần mà quên phước chỗ đó thiệt may quá hai em con bà lấy tay bụm miệng cười mai khỉ gì chính em đã biểu ông hai cho sơn phết lại nhà cửa đó chứ bộ không hả đó anh coi cái gì em cũng tính trước hết tư cầu chép miệng em thiệt giỏi khó ai bị kịp Nhưng cái giỏi đó chỉ có xài riêng cho một mình anh thôi thì uổng quá Phải chi Con bà không muốn cho anh ta dài dòng thêm nữa Như vậy bữa nào anh ra đi cũng được hết Hay là mình định vào chiều ngày mai hả anh Tư cầu đặt thùng nước xuống đất Sao gấp dữ vậy em Con bà cao mày rồi cười nói Anh làm như anh còn bệnh rỉnh ở đây lắm vậy á Chắc không phải vì em Tư cầu thở dài vì đủ thứ hết rồi Con bà hỏi lại Mình nhất định vào chiều mai nha Sao cũng được Anh này thiệt kỳ à Anh làm như em ép anh trốn đi vậy Thôi để em ra dặn trước mọi việc với chị Phấn Và sáng mai thế nào em cũng gặp anh lần nữa Và là lần chót Ờ Mà anh ráng giữ gìn cho tự nhiên như thường Từ đây cho đến chiều mai Nhất là đừng có thố lộ một ly một chút gì Cho bác Tám biết nó nghe Căng giận xong con ba bỏ đi vào nhà Sáng hôm sau nhân lúc tư cầu đang lau gạch bông trên nhà một mình Con ba lẻn đến bảo anh ta Xong xuôi hết rồi nghe anh tư Chiều nay trước khi tập hợp về trại Anh liệu lúc mấy anh em khác lưu bu tắm rửa Anh leo lên mái nhà rồi phóng ra ngoài Có chị phấn trực sẵn ở ngoài Với bộ quần áo khác để anh thay đổi liền Chứ anh cứ giác bộ bà ba đen này Đi ngờ ngờ ngoài đường phố Đố khỏi bị thiên hạ chú ý đến Chà rắc rối quá ha Thì có gì đâu Chị Phấn đã mua sẵn một bộ quần tây Áo sơ mi và một đôi xăng đan theo ni cỡ của anh anh ra ngoài sọt vô liền cho nó có vẻ người ở chợ búa một chút chứ để đầu cổ trồm bơm như vậy sao được và đi kiếm lưỡi lam cạo giùm râu ria kia cho nó sáng sủa mặt mày và bảnh trai một chút coi được rồi mà cái gì mà được em nói thiệt chứ không phải nói giỡn đâu nghe đây nè em còn chút đỉnh tiền anh cầm lấy để xây xài và một khi ra ngoài đời thế nào chị phấn chị cũng đưa thêm nữa thôi phần em như vậy kể như xong em chỉ giúp anh được có bấy nhiêu đó tư cầu đẩy tay con ba lại ý trời em giúp anh như vậy biết đời kiếp nào anh trả ơn cho được còn số tiền này em cất vô đi anh không nhận đâu em xài lớn còn anh dông về dưới vườn thì có tiêu pha gì đâu với lại ra ngoài đã có cô ba chủ tiệm cây rồi con ba vạch túi anh ta bỏ sắp giấy bạc vô trong ấy thì cứ cầm lấy đi nếu dư giả nhiều thì làm vốn cưới vợ khác Chứ chẳng lẽ anh cứ sống một thân một mình như vậy hoài à Trong giờ phút này mà anh còn đưa qua đẩy lại Chẳng quá ra phụ tấm lòng của em lắm sao Từ cầu cảm động đưa tay giữ lấy miệng túi áo Mắt nhìn cô ba trân trân Và mãi một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng hỏi Như vậy bây giờ tới chiều Anh không còn gặp em lần nữa sao Con ba chỉ khẽ gật đầu Rồi biết chừng nào mình gặp nhau nữa Sau khi anh thoát khỏi nơi đây con bà thở dài Anh hỏi chuyện xa vời quá làm sao em trả lời được Nhưng chắc là còn lâu Như vậy kể như anh khó lòng gặp lại em một lần thứ hai nữa Con bà gượng cười đáp Cái đó cũng không chắc được nữa Đó anh coi Hồi hai đứa mình chia tay nhau ở bến tàu Nam Giang Có đứa nào tin rằng mình sẽ gặp lại đâu Vậy mà em với anh vẫn đụng đầu nhau tại đây như thường Ờ phải Nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh lắc léo như vậy thiệt anh cũng không ham cha chưa chi đã dở giọng đó rồi nghe thiệt mấy cha nội đàn ông nuôi cho họ mập thay rồi họ nói trời trăng nghe coi sướng lắm như vậy một khi anh leo khỏi bức tường này kể như hết tình hết nghĩa phải mà ra ngoài đã có người khác tư cầu vội nói chận ngang trời ơi giờ phút này mà em còn bắt bẻ anh từ ly từ chút như vậy thì tội cho anh quá anh mang ơn em hỏng hết đâu con bà mỉm cười nắm lấy tay anh ta siết chặt Em nói chơi cho khuây lãng vậy mà Chứ chẳng lẽ bây giờ hai đứa mình ôm nhau ngồi khóc Cái chuyện đó ở đây kẹt lắm Với lại em cũng không ưa cái lối chia ly Phật đèn màu để xuống 20 câu giọng cổ ấy Em sao lúc nào cũng giỡn được hết Con bà tiếp tục nói bằng giọng tha thiết Còn cái việc mang ơn thì dễ mà Khi nào về tới dưới Và luôn cả khi nào anh yên bề gia thất Đôi lúc anh ngồi nghĩ tới em một chút là đủ lắm rồi đoạn cô liếc nhìn Tư Cầu mỉm cười nói tiếp rất tiếc là ông trời đặt để ra em lại không hợp để có thể sống luôn bên cạnh anh Tư Cầu lắc đầu thiệt anh nói hoài em là người đàn bà hiếm có em hơn người ta nhiều lắm hơn ở chỗ nào anh nói thử coi hơn ở chỗ hơn ở chỗ nào anh cũng không biết rõ nữa nhưng chắc chắn là hơn còn bà xô nhẹ ra Tư Cầu ra đây nè, hơn ở chỗ yêu thương anh mà không làm phiền rộn anh Yêu thương anh mà biết hạ màn đúng lúc kịp thì Có phải vậy không? Tư cầu có vẻ trầm ngâm rồi thẫn thờ đáp Ờ, chắc cũng đâu đó Còn bà bước lùi ra sau một bước Rồi khoanh tay trước ngực hỏi anh ta Thôi, anh còn cần hỏi em điều gì nữa không? Chứ đến chiều nay anh lo liệu lấy một mình anh đã Hết tập 16